Nhận định của anh như thế nào của buổi thiệt thực ngày hôm nay? Đây là một buổi có ý nghĩa. Chúng ta thấy tất cả đồng bào của người Việt Nam chúng ta trên toàn tiểu bang nước Mỹ đều về từ Connecticut, Boston, California. Một cái cô bác mới ngồi nói chuyện với anh là từ California qua. Đó là đúng với cái tinh thần mà chúng ta muốn. Đó là triệu con tim một tiếng nói. Cái đó là nói lên được cái tình đoàn kết của người Việt Nam mình. Cho dù bất cứ ở nơi nào, nhưng mà khi mà quốc gia mình đang lâm nguy, người dân mình đang bị đàn áp, thì người Việt Nam mình cho dù đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới này, chúng ta đều có bổn phận, và chúng ta phải thực hiện cái bổn phận đó bằng hành động. Hành động của ngày hôm nay chúng ta là chúng ta đấu tranh ôn hòa. Chúng ta chỉ kêu gọi chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy trả ngay những cái tù nhân lương tâm như là anh Việt Khang, anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần, chị Trần Vũ Anh Bình. Những người này là những người yêu nước, họ không có tội gì hết. Họ chỉ nói lên cái nạn ngoại xâm của Trung Cộng đang xâm lăng nước ta. Thì đây đúng là những người anh hùng, chứ không phải là những người mà phải nằm tù. Đây là những hạt nhân viên ngọc quý của đất nước Việt Nam, chứ không phải là mà phải mang vô tù mà ngồi 4 năm, 8 năm, 6 năm, 12 năm. Những người đó là những người tương lai của nước Việt Nam. Cho nên chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả người Việt Nam mình trên thế giới, dù chúng ta đang ở đất nước nào, chúng ta nên nhìn về Việt Nam để thấy sự thật những gì đang xảy ra trong nước, và chúng ta, mọi người chúng ta sẽ biết chúng ta phải làm cái gì. Đó là những thành quả. Khi anh ở giờ miền xứ ấm, anh đến vùng xứ lạnh này để yểm trợ cuộc thiệt thực, nghe nói anh có bị bệnh như thế nào? Thật sự thì anh bị cảm cũng mấy tuần rồi, từ cái ngày mà anh đi Toronto SPTN 8 năm về máy bay bị cảm từ cái bữa đó. Thì nhưng mà show của ASA cũng phải làm cho nó đúng ngày đúng giờ, cho nên hơi gắng sức quá. Cho nên khi tới đây, những ngày qua bên đây thì nó tới mức mà nó chịu hết nổi, cho nên nó hơi mệt, nó ói, rồi nó lạnh, rồi nó ho. Nhưng mà anh cạo gió rồi, anh uống thuốc rồi thì anh nghĩ là anh ok. Một lần nữa là cái thỉnh nguyện thư lần này anh cảm thấy như thế nào? Kính nguyên thứ này anh rất là vui, bởi vì đây là thành quả của tất cả các cộng đồng trên toàn thế giới. Mình có trên mấy ngàn người ở Việt Nam trong nước ký, mình có những người Việt Nam mình ở, những người lính quân nhân Hoa Kỳ ở Việt Nam, mọi người Việt mình ở bên Afghanistan, Iraq cũng ký, và những cái thành phố hay là đất nước rất nhỏ nhỏ xa xôi nào ở Arab cũng ký. Cho nên bởi vì cái đó là cái đẹp, cho dù chúng ta, những người Việt Nam chúng ta xa xứ, xa quê hương, cho dù chúng ta đang làm cái gì, chúng ta đang ở đâu trên thế gian này, nhưng mà khi mà có một cái chuyện gì mà quốc gia chúng ta lâm nguy, nạn ngoại xâm của Trung Cộng, mà chúng ta cùng nhau còn một tiếng nói để mà chúng ta nói lên lòng yêu nước, chúng ta phải có hành động, chúng ta phải có cái tấm lòng. Thì đây là thành quả của tất cả các đoàn thể, chứ không phải của SPTN hay là nhạc sĩ Trúc Hồ. Bởi vì đây là những người thật sự, các đoàn thể, các hội nguyện, thiện nguyện từ bên Úc Châu, Châu Âu, từ thành phố Hamburg cho tới thành phố Sydney, cho tới Toronto, Vancouver, Canada, San Diego, mỗi cuối tuần Dallas, những hội đoàn đi xuống ghi từng chữ ký, và các em thiện nguyện ghi danh dùm cho các bác trên Internet. Đây là những hành động của những người có tấm lòng, của những người có thiện nguyện. Đó là một cái điều tuyệt đẹp. Một lần nữa em cũng cảm ơn Trúc Hồ, cũng bệnh hoạn cũng đi tới đây để mà hòa đồng với các cô chú bác để biểu tình ký nguyện thư. Anh nói anh tuyệt thực thì anh tuyệt thực mà. Em cũng cầu chúc cho anh được sớm bình an và mạnh khỏe để... Anh thì lúc nào cũng bình an hết trơn, nhưng mà sức khỏe thì gần đây nó hơi yếu một chút thôi, nhưng mà không sao, anh sẽ ok thôi. Cảm ơn anh nhiều.